hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu quá trình cái buổi mà mình sẽ tỉa bớt cái phần lợn để điều trị cái quyền lợn nhé. Thì quá trình chúng ta sẽ không có thể xem ở đây là cái hình ảnh mà cười của bạn Trang trước khi mà chúng ta bắt đầu cái quá trình bắt đầu tiến hành phẫu thuật. Thì ở đây là cái hình ảnh trước này. Đó, chúng ta bạn có thể quay gần hơn đây một chút để cho mọi người theo dõi rõ hơn. Thì đây là cái hình ảnh cười nụ cười tươi hết cỡ của bạn Trang. Thì chúng ta có thấy là ở đây là bạn bị cười hở lợn ở cái vùng răng phía trước thì nó không nhiều, tuy nhiên là cái vùng răng phía sau này hai bên này nó bị khá là nhiều. Và khi mà mình phẫu thuật hở lợn, mình sẽ tỉa cái lợn bớt bằng cái laser, mình sẽ có thể tạo hình cái lợn cao lên một chút, và khi đó thì cái thân răng nó cũng sẽ bộc lộ ra nhiều hơn và cái độ hở lợn nó cũng sẽ giảm đi. Cái mức độ giảm hở lợn mình mong muốn nó sẽ theo cái đường mà tôi sẽ vẽ sau đây nhé. À, hai cái răng cửa sữa, hai răng cửa giữa thì mình sẽ không tỉa quá lên quá là nhiều, tuy nhiên là hai cái răng cửa bên thì mình sẽ tỉa cho nó cân đối hơn, cũng như là răng nanh cũng vậy. Và cái răng tới răng cái răng bốn phía trong. Đó. Ở bên này cũng tương tự như bên kia, mình sẽ tỉa làm sao cho cái chiều dài thân răng nó cao lên một chút, cũng như là cái đường viền lợn nó sẽ đều giữa hai bên. Đó, đây là cái mức khi mà mình tỉa cái lợn cao lên một chút như này thì khi đó thì cái nụ cười hở lợn của bạn nó đã giảm đi khoảng khá là nhiều, chỉ còn hở một chút thôi, và chỉ hở còn khoảng 1 ly đến 1 ly rưỡi thôi. Thì trong cái tiêu chuẩn của nụ cười bình thường ấy, thì khi mà hở lợn dưới 2 mm thì được coi là nụ cười bình thường. Và đây thì mình sẽ cố gắng là mình sẽ đưa được cái nụ cười hở lợn của bạn Trang về cái nụ cười bình thường, và chúng ta sẽ cùng tiến hành tỉa bớt cái lợn này bằng laser ngay bây giờ nhé. Chúng ta sẽ cùng quan sát kỹ rõ hơn cái hình ảnh chiếc răng của bạn này trong miệng. Thì đây là cái vùng răng cửa ở hàm trên, thì chúng ta có thể thấy là những cái thân răng cửa này nó đều rất là ngắn, đặc biệt là những cái vùng răng số 2, số 3 ở hai bên, tức là răng cửa và răng nanh. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình tỉa cái lợn, tạo hình lại cái đường viền lợn hai bên này để cho tạo ra một cái nụ cười nó cân đối hơn. Và này có hai cái viên đá này khá là duyên ở đây. Mình sẽ khi mình làm cái nụ cười nó sáng rõ hơn thì nó cũng sẽ đẹp hơn. Đây mình sẽ bắt đầu nhé. Đây mình sẽ bắt đầu mình tiến hành tạo hình cái đường viền lợn này nhé. Rồi mình sẽ để cái laser nó nóng lên một chút. Em ấy hút tranh đấy. Thank you.
Nhìn bên này. Đang đi bên này. Xin chào tất cả các bạn. Như vậy là mình vừa mới trải qua 3 ngày sau khi thực hiện điều trị cười hở lợi bằng công nghệ laser tại nha khoa Thùy Anh. Thì các bạn có thể thấy đây là cái nụ cười mới của mình. Cái nụ cười hở lợi nó hoàn toàn biến mất luôn. Và mình chắc chắn rằng với cái nụ cười mới này thì mình cũng sẽ trở nên tự tin hơn trong công việc, trong giao tiếp cũng như là trong cuộc sống. Có một điều mà mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn, đó là với phương pháp này thì mình cảm thấy không hề bị đau và nó không khiến mình bị chảy máu một chút nào cả. Bản thân mình trước khi thực hiện điều trị thì mình có sử dụng thuốc gây tê nữa, nhưng mà mình nghĩ rằng là nếu như các bạn có thực hiện điều trị mà không cần sử dụng thuốc gây tê thì mình nghĩ là nó cũng sẽ không hề đau đâu. Và sau khi về nhà thì mình có ăn uống và vệ sinh răng miệng một cách bình thường, giống như trước đây khi mà mình chưa hề thực hiện cắt lợi. Mình không cần phải kiêng khem bất cứ một đồ ăn hay là thức uống nào cả. Chải răng và vệ sinh răng miệng một cách rất là bình thường và nó không có gì trở ngại hết. Vì vậy mà mình có một lời khuyên muốn dành cho các bạn, với những bạn nào mà đang có cái nụ cười hở lợi mà các bạn còn đang lăn tăn hay là còn lo lắng sợ sệt rằng sẽ bị đau, thì các bạn nên một lần trải nghiệm cái phương pháp này. Mình nghĩ rằng các bạn cũng sẽ hài lòng giống như mình thôi.